Chạy từ hướng Tổ Đình về Tân Châu nha cô chú anh chị, và hướng này đi về ra ngã tư Đèn Bốn Ngọn đi về ở Tân Châu. Về dưới phẻ nha anh trai. Mấy cô gì dưới khỏe nha. Rồi con cũng khỏe ha. Dạ dạ. Mấy cô chuẩn bị cũng về á. Dạ. Con về luôn hả? Dạ. Sáng nay con về luôn hả? Con còn ở lại tới bữa hai mấy không mới về. Hello, xin chào cả nhà. Quỹ Sĩ Lốc đang có mặt tại địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ở đây là chợ Mỹ Lương, cô chú anh chị. Bây giờ đồng đạo và khách thập phương đang đợi coi dinh cổ đèn hai bên đường nè cả nhà, cứng hết trơn. Cả nhà xem kênh Nguyễn Sĩ Lốc thấy hay ý nghĩa, cả nhà cho Nguyễn Sĩ Lốc một like, mọi người đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nguyễn Sĩ Lốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Qua đâu ạ? À? Mới đi xuống thôi, tôi đi về nhà mới đi được. Giờ. Rồi đó bán được không? Bán chậm. Lấy thì đã bán ghê. Đâu bán à? Không. Cho mình tính bán mà mình tính bán chậm quá trời. Quá đông cô chú anh chị, giờ khách thập phương với đồng đạo đã đứng chờ coi dinh cổ đèn. Dinh cổ chuẩn bị tới cô chú anh chị. Hey, hey.
Ông nói không đi cũng là không cho hay à.
sự cố rồi hết nè cô chú anh chị, còn một chiếc cuối cùng nè cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi giảng tường hai bên đường coi ông đỡ nha. Đây lên đẹp không, quay đẹp không? Đẹp. À, này em quay về nữa còn chỉnh cái véo rồi nữa chứ chưa không có đăng trực tiếp. Mấy khúc nào không hay mình cắt bỏ.
Hôm nay Vinh Cầu Đèn làm đẹp quá nhiều. Chịu biêu. Dạ dạ.